Xin chào các bạn, mình rất là hân hạnh khi mà được cùng với các bạn học quyển sách 300 từ vựng trung cấp. Và sắp tới thì chúng ta sẽ còn gặp nhau rất là nhiều, cho nên là hy vọng là các bạn sẽ cố gắng cùng với mình đi cho hết cái chương trình mà chúng ta đã đặt ra nha các bạn. Và cái bài đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó chính là Chicop, có nghĩa là nghề nghiệp. Tại vì mình nghĩ là bài đầu tiên thì chúng ta nên đi nhẹ thôi. Và cái phần về từ vựng nghề nghiệp á, thì mình thấy là đa số là những cái từ mà chúng ta cũng đã thường gặp ở trong cái phần sơ cấp rồi. Cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ôn lại những cái phần mà chúng ta đã học ở phần sơ cấp, và một chút xíu, chỉ là chạm chân một chút vào trong cái phần trung cấp nha các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái bài giảng, cái bài học của chúng ta. Và cái phần mà chúng ta học hôm nay nó sẽ nằm ở trong trang 38 đến trang 41 của quyển sách của chúng ta nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu, trước khi mà chúng ta bắt đầu học thì chúng ta sẽ xem sơ lược những cái từ mà chúng ta sẽ học ở trong cái bài này. Đầu tiên mà chúng ta có là hắc trà, khiu sa, khang sa, chạc ca, khu lô cha, công mưu won, khoa hắc cha, phê u. Và bên này chúng ta có từ ủn chân kỳ sa, khiu su, phèn hô sa, nông vu, kỳ chai nở, án nào so, phê sa won và bạc già. Vậy thì những cái từ này sẽ có những từ mà chúng ta đã quen thuộc và có những từ mà chúng ta mới gặp, cho nên là chúng ta sẽ xem từng từ một nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái từ đầu tiên của chúng ta. Và cái hình thì các bạn nhìn thấy là một người rất là uyên bác, đang cầm quyển sách mà còn cố gắng tìm tòi cái gì đó nữa. Và cái bác này sẽ là hắc trà. Hắc trà là học giả. Và trong cái phần từ vựng mà mình chuẩn bị cho các bạn á, thì các bạn sẽ thấy rằng có một cái phần từ ở đây, và bên cạnh nó sẽ có cái ngoặc này, và ở giữa thì nó sẽ có cái từ mà nó, đó chính là cái từ mà chúng ta cần phải đọc khi mà chúng ta phát âm. Còn cái từ ở phía trước á, là chúng ta sẽ viết, đúng không các bạn? Bởi vì tiếng Hàn nó biến âm khá nhiều, cho nên là khi mà chúng ta học một từ nào đó thì chúng ta nên chú ý xem nó có biến âm hay không. Và từ này thì nó biến âm là hắc trà, là học giả. 그는 언어를 연구하는 유명한 학자예요. 와, 유명하다. Nổi tiếng. Cái người đó đó, cái người đó là một cái học giả nổi tiếng ở trong cái việc nghiên cứu ngôn ngữ. 언어, ngôn ngữ. 의학계에서 세계적으로 이름이 알려진 학자가 한국을 방문했어요. 학자, học giả. 알려지다 là được biết đến, được biết đến. Và cái người học giả mà được biết tên, 이름 알려진다 là tên được biết đến. Như thế nào? 세계적, mang tính thế giới. Ở trong cái lĩnh vực nào? 의학. Và ông đã đến Hàn Quốc, đúng không? Cho nên là học giả mà tên tuổi được biết đến với cái tầm quốc tế trong lĩnh vực y học á, thì ông đã đến thăm Hàn Quốc. Hắc cha, học giả. Trong những cái từ chúng ta học thì có giáo viên, đúng không? Đúng rồi. Kyusa. Kyusa là giáo viên. Và ở đây thì chúng ta thấy là các em học sinh nhỏ, và Kyusa thường là những cái người mà dạy các em nhỏ, hay là những ở trong cái trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chúng ta sẽ gọi là Kyusa. Cái nghề của họ là Kyusa. Kyusa는 학생을 가르치는 사람이에요. 학생, 학생 là học sinh, đúng không các bạn? Cái người mà giáo viên á, là cái giáo viên là cái người mà dạy cho các em học sinh. 한국어 교사는 외국인에게 한국어를 가르치면서 보람을 느껴요. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có cái từ mà chúng ta mới vừa tiếp cận, đó chính là 보람을 느끼다. 보람을 느끼다 có nghĩa là chúng ta cảm thấy có hy vọng, chúng ta cảm thấy cái điều mà chúng ta đã làm nó không có lãng phí, nó không có lãng phí, mà chúng ta vui về điều đó, và chúng ta cảm thấy rằng tương lai sắp tới nó sẽ có những cái thành quả, thì chúng ta sẽ dùng 보람을 느끼다. Và ở đây cái chủ ngữ của chúng ta là 한국어 교사, đúng không? Cái người giáo viên mà dạy tiếng Hàn thì như thế nào? 면서, vừa dạy tiếng Hàn cho những người nước ngoài, và tôi vừa dạy tiếng Hàn cho những người nước ngoài, và khi dạy như vậy thì cảm thấy rằng rất là có hy vọng và cảm thấy được cái ý nghĩa trong cái công việc mà mình đang làm. Cho nên là Kyusa là giáo viên.
Và từ tiếp theo của chúng ta bây giờ thì lại là đang không phải là có giáo viên nữa nhưng mà vẫn đang tiếp tục dạy đúng không các bạn? Và người này là khán giả. Khán giả, khán giả là giảng viên. Giảng viên có thể là giảng viên đại học hoặc là chúng ta sẽ làm việc ở trong các trung tâm thì chúng ta cũng sẽ được gọi là giảng viên khán giả. Và các bạn để ý là cái chữ khàn này nó sẽ bắt đầu bằng chữ 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 can đúng không? Và có một cái từ mà chúng ta thường hay nghe nói khi mà chúng ta nói là chúng ta nghe giảng bài thì là khàn y tực tà khàn y, còn giảng bài là khàn y ha tà, thì nó sẽ bắt đầu từ chữ khàn này ha. 나는 수용 강사가 됐다. 됐어요. Tôi đã trở thành cái người giảng viên bơi lội. Tiếng Việt của mình thì là tôi đã trở thành giáo viên bơi lội đúng không? Còn ở trong tiếng Hàn thì họ phân biệt là 강사. 입시 학원 강사는 밤늦게 퇴근하는 날이 많아요. 밤늦게 có nghĩa là khuya, tối muộn đúng không? Và 퇴근하다 là tan sở hay là một tan giờ làm việc. Và 입시 학원, 입시 학원 là khi mà chúng ta đi thi đại học á, trước khi mà chúng ta đi thi đại học á, thì chúng ta sẽ vào trong cái học quân này, cho nên cái học quân này được gọi là trung tâm luyện thi đại học. Và làm giảng viên ở trong cái trung tâm luyện thi đại học này á, thì cái ngày, những cái ngày mà được tan sở, những cái ngày mà được về nhà, những cái ngày mà về nhà trễ á, thì rất là nhiều, có nghĩa là họ phải làm việc rất là nhiều và họ thường hay về nhà muộn. Khán giả là giảng viên. Và cô này thì cô đang drama, các bạn nhìn thấy drama, đang viết nữa. Đúng rồi, tác giả. 작가. 작가. 나는 유명한 작가가 되고 싶어요. Tôi muốn trở thành một tác giả nổi tiếng. 그 작가가 하루도 빠뜨리지 않고 글을 쓴다고 해요. 다고 해요. Chúng ta sẽ liên tục gặp những câu dẫn gián tiếp này nha các bạn. Ở đây sử dụng chữ niên ở đây có nghĩa là không có bắt chim, động từ không bắt chim thì là niên tạ bộ ha tả. Cái người tác giả đó đã nói là cô ấy viết kuru sư tả có nghĩa là viết, viết chữ đúng không? Chúng ta biết là cô ấy viết và cô ấy không có nghỉ ngày nào hết trơn á. Haruto Baduli chẳng nè. Baduli tả có nghĩa là rớt ra hoặc là đánh mất hay là đánh rơi. Nhưng ở đây chúng ta nghĩa là không có nghỉ ngày nào hết. Và chữ của chúng ta ở đây là chaka, tác giả. Từ tiếp theo của chúng ta có rất nhiều nghề, đúng không? Trong cái hình này của chúng ta có rất nhiều nghề. Vậy thì cái từ mà chúng ta cần phải tiếp cận là kinloja. Chúng ta đọc là kinh, chúng ta viết là kinh lô cha, nhưng mà khi mà chúng ta đọc thì là kinloja. Người lao động nói chung nha các bạn. Hàn Quốc 5월 5일이 근로자의 날이에요. Thì ở Việt Nam mình cũng là ngày này đúng không? Thì nó giống như là quốc tế rồi. Ở Hàn Quốc thì cái ngày lao động á, nó không có dùng chữ quốc tế, nhưng mà tại vì mình đã quen với lại Việt Nam rồi cho nên mình sẽ để chữ quốc tế vô nha các bạn. Cái ngày mà ngày 1 ở Hàn Quốc á, ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, là ngày lao động. 해외에 나가서 일을 하고 싶어 하는 근로자가 늘고 있어요. 해외 나가다 là đi ra nước ngoài làm việc. Shippo hada không phải là mình mà là một người thứ ba đúng không? Cho nên chúng ta phải dùng po po ha ko shippa. Momo ha momo ko shippo hada có nghĩa là nói về một cái ngôi thứ ba, thì chúng ta sẽ dùng cái chữ này, cái ngữ pháp này, kinloja. Những cái người lao động mà muốn đi ra nước ngoài làm việc á thì như thế nào? Đang gia tăng, nư ta la tăng. Kinloja lao động, người lao động. Và cái từ tiếp theo của chúng ta là một cảnh sát cũng có, luật cũng có. Vậy thì họ là những người làm công cho nhà nước, họ sẽ là công chức nhà nước, công务원은 안정적인 직업이에요. Ở đâu cũng như thế đúng không? Việt Nam của mình cũng như thế. Những cái người mà công chức nhà nước á, cái nghề công chức nhà nước là một cái nghề ổn định, là một những cái người dù chùm. 대학생들 중에는 공무원 시험을 준비하는 학생이 많아요. Ở Hàn Quốc khi mà các bạn muốn làm công nhân viên chức nhà nước thì các bạn phải thi. Và trong những cái bạn sinh viên đại học á, trong những cái bạn sinh viên á, thì sau khi mà họ học đại học xong rồi, họ sẽ thi một cái kỳ thi gọi là công nhân sư hôm và họ phải chuẩn bị cái đó. Và những cái người mà chuẩn bị như vậy á, thì nhiều.
Công muôn là công nhân viên chức nhà nước. Từ tiếp theo của chúng ta là, ở trong hình đó thì nó có chữ khoa học là khoa học. Vậy thì nó liên quan đến khoa học đúng không? Ừ, nhà khoa học. Nhà khoa học là khoa học trả, khoa học trả. 우리 아이는 과학자가 되는 것이 꿈이에요. 우리 아이 có nghĩa là con của chúng tôi, con của tôi đúng không? Con của tôi thì 과학자가 되는 것이. Vậy thì đến đây nó sẽ là chủ ngữ đúng không? Trở thành một cái nhà khoa học đó, thì nó là giấc mơ của con tôi. 그 과학자가 발명한 발명품이 신문에 나고 인기를 끄기 시작했어요. Ở trong đây, 발명하다 là phát minh. 발명품 là cái sản phẩm mà được phát minh. Vậy thì cái sản phẩm mà được phát minh của cái nhà khoa học đó đó thì như thế nào? Được lên báo, 신문에 나다 có nghĩa là được lên báo. Và sau khi lên báo rồi thì như thế nào? 인기를 끄다. 인기를 끄다 có nghĩa là lôi kéo được sự chú ý, có nghĩa là trở nên nổi tiếng và bắt đầu lôi kéo được sự nổi tiếng, có nghĩa là được nhiều người biết đến. Sau khi mà cái sản phẩm phát minh lên báo á, thì nhà khoa học đó đã được bắt đầu được nổi tiếng. Và khoa học gia có nghĩa là nhà khoa học. Từ tiếp theo của chúng ta là sao giống như đóng phim thế nhở? Đúng rồi. Và khi mà đóng phim á, thì cái người diễn viên là nhân vật chính đúng không các bạn? Và ở đây chúng ta có từ bèo. Bèo là diễn viên. Nó chúng ta đừng nghĩ bèo tà nha các bạn. Bèo tà là học, còn bèo danh từ là diễn viên. 나는 연기를 잘하는 배우가 되고 싶다. 되고 싶어요. Tôi muốn trở thành một diễn viên như thế nào? Một diễn viên 잘하다. 연기 잘하다. 연기 là diễn xuất tốt. 이번 영화에서 주인공을 맡은 배우가 연기를 잘하는 편이에요. Ở đây chúng ta có ngữ pháp 는 편이다. 편이다 thuộc là thuộc dạng hay là cái thuộc loại đó như thế nào đó thì thường là như vậy. 연기 thì chúng ta mới vừa học xong. Vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này như thế nào? Cái người diễn viên 맡다 có nghĩa là đảm nhận cái vai chính, chủ nhân công là vai chính. Vai chính ở trong cái bộ phim đó đó, trong bộ phim lần này thì như thế nào? Diễn khá tốt, chúng ta có thể dịch như thế, diễn khá tốt. 잘하는 편이에요. 배우, diễn viên. Và chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái ngữ pháp mà chúng ta vừa mới học xong là 편이다. Thì chúng ta sẽ chia ra làm tính từ và động từ. Nếu như mà là động từ thì chúng ta sẽ đi với lại 는 편이다. Còn nếu như mà là tính từ thì các bạn phải xem là nó có bắt chim hay không có bắt chim. Nếu như mà nó có bắt chim thì chúng ta sẽ cho nó đi với lại 편이다. Còn nếu không bắt chim thì chúng ta chỉ cần để cái chữ 니은 này ở phía dưới cái chữ nguyên âm của chúng ta thôi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi từng câu ha. 그 배우는 연기를 잘하는 편이에요. Giống như câu hồi nãy, cái người diễn viên đó đó là diễn khá tốt. Khi mà chúng ta đã quen rồi thì chúng ta bỏ đi cái chữ thuộc dạng đi ha. Tại vì thuộc dạng thì nó hơi cứng một chút xíu. Cái người diễn viên đó diễn khá tốt. 우리 형은 키가 큰 편이에요. Thì ở đây thì nó là 크다. Cho nên là 큰 편이에요. Anh của tôi thì khá cao. 한국말을 영어에 비해서 어려운 편이에요. Các bạn không biết các bạn nghĩ như thế nào? Tiếng Hàn thì như thế nào? Tiếng Hàn thì khá là khó. Khó như thế nào? So với tiếng Anh. Chúng ta có thể như thế. Cho nên chúng ta có thể nói cái việc 편이다 có nghĩa là nó thường hay như thế. Nó thuộc cái loại này. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quen rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái thuộc dạng đi cũng được, không sao. Tùy các bạn. Các bạn có thể dịch theo như là các bạn muốn. Và nhưng mà các bạn nhớ cái ý nghĩa của nó là thuộc về như thế, đa số là như thế. Và chúng ta sẽ đi tiếp cái phần tiếp theo trong từ vựng của chúng ta nhé. Từ tiếp theo của chúng ta là đúng rồi, lái xe. 운전기사. 운전기사 là tài xế hay là người lái xe. 그 운전기사는 매우 친절해요. 친절하다 là thân thiện. Cái người lái xe đó thì rất là thân thiện, cái người tài xế đó rất là thân thiện. 택시를 탄 후에 운전기사에게 목적지를 말했어요. Mục đích chỉ là cái nơi đến. Đã nói cái nơi đến cho ai? Cho cái người tài xế, khi nào? Sau khi mà lên taxi. 택시를 타다 là lên taxi ha. Sau khi lên taxi. 운전기사
tài xế hoặc là người lái xe. Lại tiếp tục, cái này thì nó sẽ không phải là giáo viên, cũng chẳng phải là giảng viên, nó hơi mường tượng một tí, cho nên là mình sẽ đưa cho các bạn biết kết quả luôn, đó là Kyushu. Tại vì Kyushu thì cũng đứng nói chuyện, ở phía sau cũng có bảng nè các bạn. Kyushu, giáo sư, Kyushu là những người dạy ở đại học. Kyushu nin yonkuru kesok heya heyu, đã là một người giáo sư, giáo sư thì phải liên tục, phải liên tục nghiên cứu. Dẫn cô ha ta là nghiên cứu. Cứ khi su nâng khẳng y chuẩn bị rơ nử dẫn si mi ha cô su ốc tố chạy hè so in ghi ga mạnh này ồ. In ghi ga mạnh thà có nghĩa là được biết đến nhiều, được yêu thích nhiều, đúng không? Và su ốc ha ta là giảng bài hay là lên lớp. Và cái người giáo sư đó thì như thế nào? Nử luôn 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 chăm chỉ, luôn luôn chuẩn bị bài giảng rất là tốt, và hơn nữa thì như thế nào nữa, và giảng bài cũng rất là hay, cho nên là rất là được yêu thích. Kyushu, giáo sư. Từ tiếp theo của chúng ta là bây giờ thì chúng ta sẽ thấy cái chữ luật sư. Đúng rồi, 변호사, luật sư. 아들이 변호사 시험에 합격했어요. 시험에 합격하다 là thi đậu hay là đậu nha các bạn. Cho nên là cái con trai đã như thế nào? Đã đậu vào cái kỳ thi luật sư. Ở Hàn Quốc khi mà các bạn học xong luật thì các bạn phải thi thì các bạn mới được công nhận là 변호사. Và câu tiếp theo của chúng ta là 그는 변호사가 된 후에 어려운 사람들을 도와주면서 열심히 일을 했다. Cái người luật sư đó, cái người luật sư sau khi mà trở thành luật sư thì như thế nào? Cái người đó sau khi mà trở thành luật sư thì đã mentor là vừa đúng không? Vừa giúp đỡ, thổ qua chu tà là giúp đỡ cho ai? Cho những người khó khăn, cho những người gặp khó khăn, và vừa giúp đỡ cho những người gặp khó khăn và vừa làm việc rất là chăm chỉ. 변호사, luật sư. Nhìn là các bạn đoán được từ gì đúng không? Đúng rồi, nông dân. Cái người làm nông. Và tiếng Hàn là nông bu. Nông bu là nông dân. Và câu của chúng ta là 많은 직업 중 농부는 예전에 비해 많이 줄었어요. 줄다, giảm. 비하다 là so sánh, đúng không? Và 예전 là trước đây. Và trong những cái nghề, trong nhiều nghề hiện nay thì cái nghề nông á, cái người nông dân á, cái nghề làm nông á thì đã giảm rất là nhiều so với ngày xưa, so với trước đây. 요즘 젊은 사람들 중에는 특별한 과일을 키우려고 농사가 되고자 하는 사람들이 있어요. Trong câu này nó hơi khó một chút xíu. 젊다 là trẻ, những người trẻ. 젊은 사람 là những người trẻ. Trong những người trẻ thì như thế nào? 특별하다 là đặc biệt. 과일 là trái cây, đúng rồi. 키우다 nuôi hoặc là trồng, đúng không? Rồi cô có nghĩa là định. Nông bu ga thuê cô cha. Cô cha giống như là chúng ta định làm cái gì đó. Cô cha ha ta, động từ. Cô cha ha ta có nghĩa là định làm cái gì đó. Cho nên là chúng ta có thể dịch câu này như thế nào? Trong những cái người gần đây, trong những cái người trẻ thì như thế nào? Họ, những cái người mà họ định, họ có ý định trở thành nông dân á. Trở thành nông dân để làm gì? Để mà nuôi trồng hay là để mà trồng những cái trái cây, những cái trái đặc biệt, thì có những cái người như thế. Cho nên nông bu là nông dân. Và từ tiếp theo của chúng ta là cô ấy đang suy nghĩ rất là nhiều, có nhiều cái xuất hiện, đúng không? Và dường như là nó liên quan đến thiết kế, cho nên chúng ta sẽ có từ designer. Nó là tiếng Anh, nó lấy từ tiếng Anh ra, nó là nhà thiết kế. Và câu của chúng ta là designer는 창의적인 생각을 가져야 해요. 창의적 là tính sáng tạo, 창의 là sáng tạo. Và cái nhà thiết kế thì phải như thế nào? Thì phải có 생각을 가지다 là có, phải có suy nghĩ, phải có những cái suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ có tính sáng tạo. Designer thiết kế là phải có như thế. 그 디자이너가 만든 옷을 화려하기로 유명해서 많은 사람들이
사고 싶어 해요. Không phải là mình mà là một người thứ ba đúng không? Cho nên chúng ta phải sử dụng 퍼 싶어 해요 ha các bạn ha. Và cái nhà thiết kế đó đó đã trở nên nổi tiếng, đã nổi tiếng bởi cái gì? Bởi cái sự sự rực rỡ, sự sang trọng của những cái quần áo mà cô ấy làm ra. Và nhiều người muốn mua cái đó. Cho nên chúng ta sẽ có từ designer. Designer là nhà thiết kế. Từ tiếp theo của chúng ta giống như là đang nói về tin thời sự đúng không? Đúng rồi. Liên quan đến tin thời sự thì chúng ta sẽ có từ phát thanh viên. Phát thanh viên tiếng Hàn là announcer. Nó cũng sẽ là một từ phiên từ tiếng Anh ra. Announcer. Announcer는 발음이 정확해야 해요. Đúng không các bạn? Đúng rồi, tại vì khi mà chúng ta nói cho toàn quốc đều nghe, cho những người khác đều có thể nghe được thì phát âm của chúng ta phải chính xác. 그녀는 여러 번 시도한 끝에 결국 아나운서의 꿈을 이뤘다. 이뤘어요. 꿈을 이루다 là thực hiện ước mơ, đã thực hiện được ước mơ. Ước mơ gì? Ước mơ trở thành phát thanh viên. Nhưng mà các bạn thấy là 시도 한 끝에 có nghĩa là phải trải qua một cái sự thử thách, chúng ta phải trải qua những cái sự khó khăn đến cuối thì chúng ta cuối cùng thì chúng ta mới đạt được điều đó. Cho nên là cô ấy cuối cùng cũng đã thực hiện được cái ước mơ trở thành phát thanh viên sau nhiều lần thử thách, sau nhiều lần cô ấy cố gắng. Announcer, phát thanh viên ha các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng họ giống như là một tập thể ở trong công ty. Trong công ty thì chúng ta sẽ có những nhân viên. Nhân viên thì chúng ta sẽ gọi là 회사원. 회사 thì là công ty, còn 원 thì là nhân viên. 회사원 là nhân viên công ty. 그 회사원은 너무 바빠서 여가 시간도 없어요. 여가 là thời gian rảnh rỗi. 여가 시간 là cái thời gian rảnh rỗi, cái thời gian mà chúng ta có thể giải trí rảnh rỗi. Thì cái người nhân viên công ty đó quá bận rộn đến nỗi mà anh ta hay là chị ấy cũng không có, tô ở đây có nghĩa là cũng không có thời gian để không có thời gian rảnh rỗi, hay là thời gian rảnh rỗi cũng không có. 회사원. 아침에 지하철을 타면 회사에 출근하는 회사원들로 가득해요. Và chúng ta sẽ thấy từ 가득하다. 가득하다 là đầy, đầy. Và ở đây chúng ta thấy là chữ 로 có nghĩa là được đầy bởi cái gì đó. Và chúng ta sẽ dịch câu này là nếu như mà buổi sáng, nếu như mà đi xe điện ngầm thì như thế nào? Thì trong cái xe điện ngầm đó đó là nhiều, đông những cái người mà đông những bởi những cái người nào? Những cái người nhân viên công ty họ họ làm gì? Họ đang đi làm. Ở đây chúng ta dùng hiện đại đúng không? 출근하는 회사원. 회사원 là nhân viên công ty. Từ tiếp theo của chúng ta có đã già rồi nhưng mà vẫn cố gắng học. Chúng ta đã học hết rồi từ cái học giả thì chúng ta cũng đã học. Vậy thì bác này sẽ là ai đây? Tiến sĩ. Tiến sĩ. Tiến sĩ cũng là những người học rất là nhiều đúng không các bạn? Bác xà. Bác xà là tiến sĩ. 형은 10년을 공부한 끝에 박사가 됐어요. 끝에 có nghĩa là cuối cùng. Sau khi mà cái hành động đó, cuối cùng chúng ta đã cố gắng rồi á. Anh trai đã trở thành tiến sĩ như thế nào? Sau 10 năm học tập. Học tập là một cái việc mà chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có thời gian cũng như là nỗ lực rất là nhiều đúng không? 그는 컴퓨터에 대해 모르는 것이 없는 컴퓨터 박사예요. Ở đây là computer 박사 có nghĩa là tiến sĩ về máy tính. Nhưng mà tiến sĩ này như thế nào các bạn? 모르는 것이 없다. Cái người tiến sĩ đó, cái người tiến sĩ máy tính đó đó không có cái gì là không biết mà về cái chủ đề về máy tính. Cho nên là cái người đó là tiến sĩ về máy tính mà không có gì về máy tính mà ông ấy không biết. Bác sĩ là tiến sĩ. Và bây giờ thì chúng ta đã học hết những cái từ mà chúng ta đặt mục tiêu cho ngày hôm nay, bài 1 của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những cái từ mà chúng ta đã học cho các bạn ha. Designer. Designer tiếng Việt là nhà thiết kế. Nhà thiết kế. Announcer. Announcer là
Hai từ này là hai từ mà nó liên quan đến tiếng Anh, cho nên chúng ta dễ dàng nhận nhận được đúng không? Phát thành Việt. Từ tiếp theo của chúng ta, bác sĩ, mới vừa học xong, tiến sĩ, tiến sĩ. Kyusu là người dạy ở đại học nha các bạn, giáo sư, giáo sư. Công muôn là cái nghề rất là an toàn, rất là ổn định, đó chính là công nhân viên chức nhà nước. Kloja là người lao động nói chung tất cả các ngành nghề, người lao động. Và bây giờ thì chúng ta đã học hết bài 1 về chiếc cốp, về nghề nghiệp. Và cảm ơn các bạn đã cố gắng với mình đi cho đến cuối con đường của cái bài 1 này. Và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ có những cái thời gian thật là thú vị khi mà chúng ta học những cái từ vựng ở trong cái quyển sách này nha các bạn. 수고하셨습니다. 감사합니다.